Thời báo chấm đê và Lê Trung Khoa dùng trò gắp lửa bỏ tay người bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bôi nhọ hạ uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiêu trò, thủ đoạn chống phá đảng, nhà nước, chế độ thường xuyên của các thành phần chống phá phản động. Chẳng hạn như ngày 2 tháng 10 năm 2023, trên trang Thời báo chấm đê của đối tượng phản động Lê Trung Khoa đã đổ vấy vu cáo rằng chủ trương hạ bệ Hồ Chí Minh là theo chỉ đạo giật dây từ ban tuyên giáo. Trong đó, gan ghép một số hiện tượng rồi bị đặt bóp méo với chiêu thức gắp lửa bỏ tay người, quen thuộc đã được những thành phần giả danh dân chủ yêu nước thường xuyên nhai đi nhai lại để hạ uy tín của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Bình luận về luận điệu xuyên tạc bịa đặt này của trang Thời báo chấm đê, bạn đọc Nguyễn Duy Minh cho rằng, đầu tiên chúng xuyên tạc việc Trung ương Đoàn mạo danh Bác Hồ để viết một bức thư giả danh Bác gửi cho thiếu nhi, rồi cắt gọt tỉa tót thành năm điều Bác Hồ dạy. Sự thật là vào năm 1961, nhân lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho thiếu niên nhi đồng, trong đó ghi rõ năm điều Bác Hồ dạy. Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện vẫn còn lưu giữ bản thảo của bức thư đó. Tiếp đến, lợi dụng việc xuất hiện bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ giỗ tổ sân khấu tại nhà nghệ sĩ Quang Tèo, Lê Trung Khoa đã xuyên tạc rằng Hồ Chí Minh cầm khăn lau nước mắt, rơm rớm vờ khóc cho nạn nhân cải cách ruộng đất. Rõ ràng, đây là luận điệu hết sức phản động, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự uy tín và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi người dân Việt Nam trong mọi ngành nghề, không chỉ riêng các văn nghệ sĩ, đều dành tình yêu vô hạn đối với Bác Hồ. Việc thờ ảnh, thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc rất phổ biến ở Việt Nam và là điều không bao giờ phải bàn cãi. Hơn nữa, trong quá trình tiến hành cải cách ruộng đất, ngay sau khi phát hiện những sai lầm mà cấp cơ sở mắc phải trong quá trình tổ chức thực hiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm trước nhân dân và nhanh chóng thực hiện các biện pháp sửa chữa sai lầm. Luôn luôn nói đi đôi với làm, không thể nói việc này chỉ là nói suông, giả vờ khóc như Lê Trung Khoa bịa đặt. Chưa hết, trang tin Thời báo chấm đê còn công kích rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay, theo kinh tế thị trường, là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, là điều trái ngược 180 độ so với chủ thuyết Cộng sản mà ông Hồ Chí Minh mang về Việt Nam. Đây cũng là luận điệu hết sức phản khoa học, không có cơ sở lý luận và nền tảng vững chắc của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chứ không có chuyện là trái ngược hoàn toàn với chủ thuyết Cộng sản của Hồ Chí Minh. Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn toàn khoa học đúng đắn dựa trên sự tiếp thu tinh hoa văn minh của nhân loại trong tư tưởng Hồ Chí Minh và nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin về quy luật của kinh tế thị trường, một hình thái kinh tế có trước cả chủ nghĩa tư bản, được chủ nghĩa tư bản sử dụng để phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, chứ không phải là sản phẩm riêng có của chủ nghĩa tư bản. Bản chất của nền kinh tế thị trường khi vận dụng vào chế độ chính trị mà Việt Nam lựa chọn, chế độ xã hội chủ nghĩa thì đương nhiên nền kinh tế thị trường đó phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là phát triển kinh tế luôn gắn với việc nâng cao đời sống của nhân dân, quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đều luôn được thực hiện nhất quán tư tưởng trong Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế xã hội. Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tên gọi Việt Nam đã ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, trong bản đồ kinh tế khu vực và thế giới. Với vị trí là một trong 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế, xây dựng quan hệ ngoại giao với 192 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Liên Hợp Quốc. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín đã đánh giá Việt Nam là điểm sáng trên toàn cầu trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Những kết quả đó là minh chứng thuyết phục, tự nó đanh thép phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái thù địch về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đạo đức và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng cho đạo đức, nhân cách và của cán bộ, đảng viên mẫu mực. Suốt đời tận tụy phục vụ, hy sinh cống hiến cho nhân dân, cho đất nước, tư tưởng của người vẫn luôn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy, có thể nói, những kẻ xuyên tạc, bôi nhọ thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ càng làm bộc lộ nhân cách xấu xa, chiêu trò hèn hạ của chúng.